Sitanda, Euro Sitanda, Haaland, Kittin là những thương hiệu ổ áp và bếp từ nổi tiếng trong nước và xuất khẩu của công ty cổ phần nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện lưới miền Bắc. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 550 hoặc tới các điện máy showroom gần nhất để trải nghiệm và hưởng các chính sách ưu đãi tốt nhất. Sử dụng công nghệ blockchain để đặt trước xe, VinFast đang bắt trend NFT nổi sóng toàn cầu. Hãng xe VinFast xác nhận sẽ sử dụng công nghệ blockchain trong đợt đặt xe VF8 và VF9 tại nước Mỹ. Hãng tin CNN cho biết, cụm từ NFT, Non-Fungible Token, đã trở thành cụm từ của năm 2021, vượt qua hai cụm từ khác là Crypto, tiền điện tử và Treasury, một chủ nghĩa thần học Internet của Mỹ ra đời vào năm 2013 dựa theo Collins English Dictionary. Nói lên điều này để có thể thấy được rằng NFT đang trở thành một xu hướng mới nổi trên thế giới. NFT được định nghĩa là một loại tài sản số hiện diện trên một chuỗi số blockchain, tức là bản ghi nhận các giao dịch trên máy tính kết nối mạng. Trong đó thì chuỗi số đóng vai trò như một sổ cái chung cho phép mọi người xác minh được tính xác thực của NFT lẫn chủ sở hữu. NFT trở thành xu hướng mới. Quay trở lại thời điểm đầu năm 2021, khi đó thì chỉ có một số ít những người hiểu biết về mã hóa thực sự có quan tâm đến NFT. Nhưng ở thời điểm cuối năm 2021, có gần 41 tỷ đô la Mỹ đã được chi tiêu vào NFT, và điều này thì đồng nghĩa với việc quy mô thị trường NFT, đồ sưu tập và các tác phẩm nghệ thuật số có giá trị tương đương thị trường nghệ thuật truyền thống trên toàn cầu. Mason Nistrom, một nhà phân tích nghiên cứu tại Missouri, đã chia sẻ rằng năm 2021 chứng kiến thị trường NFT bùng nổ từ một thị trường quy mô chưa đến 1 tỷ đô trở thành một ngành công nghiệp nhiều chục tỷ đô. Ngoài ra, ông còn nói thêm rằng nhiều người đang chạy đua mua các tác phẩm nghệ thuật gắn liền với danh tính của họ trên thế giới mạng. Chính điều này đã thôi thúc các ông lớn tham gia vào thị trường NFT. Theo The Drum, hãng thời trang thể thao nổi tiếng toàn cầu Nike đã tham gia vào thị trường khi mà sử dụng NFT như là một cách để chứng nhận tính xác thực của một đôi giày thể thao. Việc mua một đôi giày thể thao của thương hiệu giờ đây sẽ yêu cầu khách hàng phải tải phiên bản kỹ thuật số của sản phẩm lên tủ đồ ảo theo một sáng kiến mà họ đặt tên là Crypto Kick. Chưa dừng lại ở đó, có một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu khác là Coca-Cola cũng đã khởi động một cuộc đấu giá NFT vào tháng 7, 2021 cho Ngày Hữu nghị Quốc tế, cung cấp bộ sưu tập đầu tiên gồm tất cả các đồ sưu tập kỹ thuật số, hình dung lại một số tài sản mang tính chất biểu tượng của Coca-Cola trong Metaverse với mỗi sản phẩm NFT được lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc trong Ngày Hữu nghị Quốc tế. Và đó thì cũng chỉ là hai trong số các ví dụ điển hình về sự du nhập của NFT vào các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh Nike hay Coca-Cola, có rất nhiều các công ty và cá nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thể thao, âm nhạc hay cả tranh ảnh cũng đã mở rộng đầu tư vào thị trường NFT, qua đó thúc đẩy giá trị của thị trường này. Nystrom chia sẻ rằng giá trị cốt lõi vẫn là tính độc quyền. Ngoài ra, ông còn cho biết thêm, các NFT giá trị còn cho phép người mua tiếp cận với nhiều sự kiện riêng tư cả trên thế giới mạng và trực tiếp. NFT thâm nhập thị trường ô tô và VinFast thì đón đầu. Trong xu hướng toàn cầu hóa của thị trường NFT, tất nhiên ngành công nghiệp ô tô cũng không nằm ở ngoài vùng phủ sóng. Năm 2021 đã chứng kiến sự phát triển của một kênh YouTube có tên là NFT Garage. Người đứng sau kênh YouTube này có tên là Richard, hay còn được biết đến với cái tên là Mr. White, người dành tình yêu đặc biệt đối với Nissan GT-R, ra đời với mục tiêu giải trí. Thế nhưng chỉ sau một thời gian phát triển, kênh YouTube của Mr. White đã tập hợp được một cộng đồng những người có chung niềm đam mê với ô tô. Qua đó, họ cùng với nhau tạo ra những sản phẩm ô tô NFT. Tính đến hết tháng 12 năm 2021, họ đã tạo ra khoảng 10.000 NFT khác nhau về các bộ phận của ô tô, bao gồm 2.500 bánh xe, 2.500 chiếc ghế, 2.500 loại khung và 2.500 bộ phận khác. Những nhà sưu tập nhận xét rằng những chiếc xe được lắp ráp là một bản thiết kế 3D tuyệt vời và họ sẵn sàng chi ra hàng triệu đô la Mỹ để có thể sở hữu chúng. Không chỉ dừng lại ở YouTube, một số hãng xe cũng đã bắt đầu tung ra các sản phẩm ô tô NFT, trong đó đặc biệt phải kể đến chiếc A110 của nhà sản xuất Alpine, Pháp. Đây cũng chính là mẫu xe NFT đầu tiên được thiết kế trên thế giới, theo Corbis. Trong khi đó, thì một chiếc xe của hãng xe nổi tiếng Mercedes-Benz cũng đã giới thiệu dưới dạng mã hóa thông báo ERC-1155 trên chuỗi khối Ethereum, đã được mã hóa thành công và bán trên Rollup.store, theo Bitcoinist. Ngoài ra, thì một số mẫu xe của các hãng xe khác như Nissan GT-R, Nissan GT-R Nismo, hay Rolls-Royce
cũng đã được mã hóa và bán trên các sàn giao dịch NFT. Một số hãng xe nổi tiếng khác như Audi hay Volkswagen cũng đã từng tung ra một số bộ sưu tập NFT khác nhau. Do đó, NFT hoàn toàn có khả năng để trở thành một hướng đi mới cho các công ty ô tô trong tương lai. VinFast trong hành trình hướng ra toàn cầu của mình cũng đã nhanh chóng bắt kịp với xu hướng khi mà hãng này công bố sẽ ứng dụng công nghệ blockchain, khách hàng sẽ nhận được thẻ chứng nhận VinFast NFT, mã tài sản không thể thay thế trên blockchain, chứng minh là khách hàng tiên phong bằng hình thức NFT trong đợt đặt xe VF8 và VF9. Các quyền lợi và ưu đãi dành riêng cho các thành viên VinFast sẽ được chuyển trực tiếp vào ví blockchain dựa trên VinFast NFT, đảm bảo rằng khách hàng xác thực quyền lợi ưu tiên, đồng thời mở ra nhiều cơ hội dịch vụ trong tương lai. Còn ở trước mắt thì VinFast chỉ mới dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ blockchain tại nước Mỹ và cũng đồng thời đang nghiên cứu để sớm ứng dụng công nghệ này cho các thị trường khác. Mặc dù đã trở nên phổ biến hơn, thế nhưng nhìn chung là các hãng xe lớn chưa phát triển mạnh việc kết hợp NFT với ô tô. Và với bước đi như thế này, VinFast hoàn toàn có khả năng thu hút được thêm những khách hàng yêu thích NFT, đồng thời trở thành một trong những người đón đầu xu hướng NFT trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Quốc Anh, doanh nghiệp niêm yết Vietnambiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.